ai cũng có thể thức dậy với cảm giác khoan khoái khi cơ thể thật sự khỏe mạnh. Đảm bảo sức khỏe cho bạn là lý do iCNM ra đời, ứng dụng y tế biến mọi dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiện lợi và dễ dàng hơn với một nút chạm. Với iCNM, bạn có thể chủ động quản lý toàn bộ tiến trình lấy mẫu tại nhà, từ vị trí cán bộ lấy mẫu theo thời gian thực đến kết quả xét nghiệm ngay khi bệnh viện hoàn thành. Niềm hạnh phúc cũng đến từ sự an tâm. Đó là cách tất cả nhân viên Medlatech mang đến nụ cười cho từng khách hàng với sự chu đáo tận tình. Ngay sau khi hoàn thành xét nghiệm, kết quả sẽ được gửi đến ứng dụng và bác sĩ sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn để khách hàng hiểu và yên tâm tuyệt đối. Không chỉ thế, niềm hạnh phúc còn khởi sinh từ chính những người gần gũi với ta nhất. Với iCNM, mỗi cá nhân sẽ có một hồ sơ sức khỏe, giúp bạn và người thân có thể tra cứu đơn giản, thuận tiện, đặc biệt với những trường hợp bệnh lý mãn tính cần theo dõi và kiểm tra định kỳ. Hạnh phúc có thể đến từ sự chăm sóc chu toàn, hành động kịp thời vì sức khỏe của những người thân yêu, cũng có thể là sự chuẩn bị để sẵn sàng từ sớm cho muôn vàn dự định tương lai. Khi hạnh phúc bị đe dọa bởi những dấu hiệu bệnh lý, đừng quá lo lắng. Ứng dụng iCNM với đầy đủ kiến thức về sức khỏe và giải pháp y khoa sẽ luôn là người trợ thủ đắc lực nhất. Chúng tôi tin niềm vui sẽ trọn vẹn nhất khi được cộng hưởng từ bạn, từ những người thân yêu và gia đình. Hãy làm chủ sức khỏe của bạn ngay hôm nay cùng với ứng dụng sức khỏe iCNM.